That's a 100? Yep, that's 100. 12 times 9. 7. 12 times 7? That's 84, I think. 84? On tilt check. Yeah, 84. 84 plus 16 is 100? Yeah. Yep. It's 100. Okay. That's 16 over there. That's 84. Yeah. Tiên mua cái này về để lót thêm á các bạn. À, ở trong sân vườn. Và wow, break a lot Yeah. Mấy cái miếng bể vậy là sẽ họ sẽ không có giao cho mình đâu các bạn. Rất là đàng hoàng. Hoa này hoa gì lạ thiệt luôn á ha. Hoa này đẹp quá ha các bạn ha. Đẹp ghê. Những người mà mua online hoặc là đã đặt trước ở trên internet á, thì những cái người này họ sẽ đến đây để họ nhận hàng ở đây. Thì Tiên là một trong những người mà đang đứng đây để đợi để nhận hàng. Hôm nay Tiên mua gạch các bạn, cho nên là Tiên đứng đây để đợi họ đem gạch ra cho Tiên ha. Đây là gạch Tiên mua nè các bạn. Thì ở đây mọi người thấy nè, sau khi làm lại rất là sạch sẽ. Hồi trước là chỉ để đất không thôi à, nó rất là dơ bụi mà rất là khó dọn dẹp, cành cây lá rụng. Còn bây giờ mình khoanh lại như vậy rồi lá cái gì có rơi lên cái phần sỏi này, mình chỉ việc lấy một cái máy thổi bụi, mình thổi một cái là nó bay đi hết. Rồi nhìn nó rất là gọn gàng sạch sẽ. Còn bên này là mình cũng lót gạch đỏ luôn. Rồi, ở đây mẹ Tiên cũng lót gạch nhưng mà thay đổi một chút là lót thành hai dãy gạch đỏ với lại để cách ra, nhìn cho cái kiểu hơi đổi hơi khác đi. Nhìn rất là đẹp. Nhìn so sánh với lại lúc trước á, là chỉ đất không mà nhìn nó dơ với nó bụi lắm. Còn bây giờ làm lại vậy á, thì nhìn gọn gàng sạch sẽ. Dễ dọn dẹp. Mẹ có phủ một lớp bột thuốc trắng ở phía dưới cái miếng chống cỏ này rồi phải không mẹ? Có, mẹ phủ. Đây nè, anh này nè. Xịt lên cái này là xịt vô trong thức ăn của gia súc á, để trừ bọ chét này nọ. Nhưng mà cái loại này nó hay lắm. Xịt vô đây á, dán rồi mấy con bọ đó, rồi nhện, rồi rít mấy con rít nữa, nó dính vô cái bột này nè. Cái bột này nó khi ướt nó nở ra, mấy con đó nó không bò đi được nữa, nó chết.
thì cái loại này á, nó không có giết mấy con này chết liền, nó giết từ từ chứ không có giết chết liền đâu. Nó phải dính nước á, dính nước cái bột này nở ra thì tụi nó dính vô cánh vô chân của tụi nó đó. Rồi cái bột nó bớt lại thế là tụi nó không bò được nữa, nó chết. Mà cái này an toàn lắm, tại vì đường của mình trồng rau trái á, mình thử mình không có muốn xài hóa chất diệt mấy con gián, mấy con rít đó các bạn, rồi nhện nữa, cho nên mình xài cái loại này. Rồi trải một lớp chống cỏ, cái lớp này, lớp này để cho cỏ đừng mọc, để cỏ nó không có mọc được. Nhưng mà nước thì nó vẫn thấm xuống dưới đó mẹ. Như mưa hay là mình tưới cây tưới nước thì nó vẫn thấm xuống đất. Rễ nó vẫn ăn. Rễ nó vẫn ăn xuống. Nên nó hạn chế cỏ nó mọc lên từ dưới. À, bỏ đất tốt vô cho cây, xong rồi rắc cái thuốc màu trắng để chống côn trùng, chống gián này kia, xong rồi lên một lớp chống cỏ mọc là cái lớp này, xong rồi mình sẽ rải sỏi lên là quanh cái gốc cây. Đó, toàn bộ ở đây là sẽ rải sỏi này lên hết. Nó không có bị cỏ, nó không có bị đất đá bay tùm lum dơ. Này đóng xuống cho, đóng xuống cho nó giữ miếng rải, giữ cái miếng như đừng sụp xịt á. Rồi chút nữa mình mới rải đá lên trên. Là họ nén thành một cái cục như vậy. Cái này là 9, 12, 12, dành cho cây ăn trái nè. Nó mạnh hơn. Hồi đó Tiên xài có 4, 5, 4, mà hàng chi mà cây của Tiên nó yếu xìu. Giờ Tiên đổi qua Tiên xài 9, 12, 12. Thì nó sẽ là những cái cục phân nén như vậy. Xong rồi mình sẽ cắm nó xuống dưới đất nha mọi người. Nhưng mà mình phải cắm xa khỏi cái gốc cây ra, để nó đừng có bị cháy cái gốc á. Thì họ nói là nên cách xa khoảng 30 inches khỏi cái gốc cây. Tiên cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên nha. Mong là tất cả các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ kênh của Tiên, nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Tiên cảm ơn rất là nhiều. Chúc một ngày tốt lành.